Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với anh Dũng Vision. Đây là bản tin buổi sáng ngày 25 tháng 10 năm 2024. Trước khi chúng ta vào thì chúng ta cũng nói sơ một chút về chủ Kazan. Kazan như vậy là cái hội nghị thượng đỉnh BRICS đã kết thúc. Chúng ta biết là đây có 36 đoàn, trong đó có 22 vị nguyên thủ quốc gia. Thì nói chung là đã thành công rất là tốt đẹp, ra cái tuyên bố chung chứ không phải là tuyên bố tổng kết các bạn nhé. Có thể nói là Nga làm cái chủ tịch của cái năm nay rất là thành công, đặc biệt là cho ra được cái đồng tiền kỹ thuật số và cái đồng, có cả cái đồng bạc 100 nữa, 100 BRICS đấy, thì chúng ta thấy rất là đẹp. Thì cái chuyên đề nói về cái BRICS này có lẽ chúng tôi sẽ làm trong cái video tiếp theo của cái anh Dũng Vision. Còn cái bên kênh Chuyện Dũng thì chúng tôi chỉ nói về chủ yếu là Trung Đông và một số tình hình thế giới liên quan. Ở Nga hiện nay thì tại tỉnh Chelyabinsk này thì nó có một cái vụ bạo loạn ở cái thành phố, nó gọi là cái thành phố Korkino. Korkino đây, đây này các bạn. Nhỏ lại chút thì chúng ta này, đây là Kino này. Nó chạy nhanh quá rồi. Đây. Đây cái hồ. Thì nói chung là phương Tây, tôi nghĩ là phương Tây là nó kích động, là bạo loạn thôi, thì cũng bắn nhau gì đó. Đại khái có một người chết, sau đó người ta nổi loạn. Nổi loạn sau đó là Nga, vệ binh quốc gia Nga đã bắt 40 người. Bắt nhốt 4 người, trong đó có ai nghi phạm. Tình hình đã được vãn hồi, thì cái dân ở đây một số thì đã chạy sang các cái thành phố lân cận để trú, tại vì là ở đây nó đang loạn. Thì chúng ta biết rồi, thì cái Nga là một cái quốc gia nó rộng lớn nhất thế giới, thì cái việc mà nó bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cũng như là cái an ninh, hay nói cái khác là hòa bình cho quốc gia của họ, thì nó đương nhiên nó làm rất là tốt. Bây giờ cái thế giới toàn con ngáo ộp xung quanh, nhưng mà còn muốn ăn thịt cũng chưa ăn được, thì huống hồ ba cái lẻ tẻ mà coi như là nổi dậy nổi viết cái thứ ở đây mà làm chi đấy, cho nên là bị bóp ngay các bạn ha. Đấy thì đấy cũng là một cái thông tin cũng rất là quan trọng đấy, trong cái thời điểm hiện nay. Đấy, các bạn nhớ xem cái BRICS tôi sẽ làm bằng bản đồ hoàn toàn túy các bạn nhé, để các bạn sẽ nhìn thấy là nó độ phủ của cái BRICS hiện nay nó như thế nào. Rồi Hàn Quốc đã có thể là chuyển cho Ukraine 500.000 quả đạn pháo. Thì chúng ta thấy là cái bên các nước phương Tây, do ông Séc làm chủ tịch phụ trách về đạn này, đạn pháo này, thì anh quên 1 triệu viên mà coi như cả gần 2 năm nay là coi như chưa đủ. Trong khi Hàn Quốc là đưa nửa triệu viên đạn để làm gì? Để bắn vào người Nga thôi. Để bắn Nga đấy các bạn. Đấy. Nga chả nói năng gì. Cứ làm thôi. Quý vị cứ làm. Cứ làm theo ý mình. Còn khi nào mà tớ mà coi như là gầm lên thì lúc đấy đừng có trách. Ông Putin nói trong cái diễn đàn Kazan, nói rằng là hiện nay tại Kursk là có 2.000 lính Ukraine bị bao vây. Thì bị bao vây chỗ nào thì chúng ta biết rồi. Thì tí này chúng ta soi lại cái chỗ đấy. Lầu Năm Góc của Mỹ đã tuyên bố rằng là tất cả cái lính Ukraine, lính của Triều Tiên tại mặt trận sẽ là, tức là mục tiêu hợp pháp của Mỹ. Đấy lại giống ông Hàn Quốc. Quái, bây giờ tự nhiên là ông Triều Tiên ông qua Nga, ông qua Kursk là của Nga, thì bây giờ Mỹ với lại ông Hàn Quốc với lại ông Ukraine thì cứ nghĩ là coi như cái chỗ Kursk này là đất của Mỹ, hoặc là đất của NATO, hay là đất của Ukraine, hay là đất của Hàn Quốc, tôi không biết. Là bây giờ người ta qua bên đây này, bây giờ ông qua đó ông xâm lược người ta, rồi bây giờ người ta hất cổ ông ra thì ông bảo là không được. Rồi bây giờ hết ông nọ đến ông kia là coi như rất là khó chịu với ông Triều Tiên. Giỏi thịt Triều Tiên đi, Triều Tiên thì chưa được mà cứ nói thịt Nga. Rồi bây giờ nói mục tiêu thì cái gì chả là mục tiêu. Bây giờ NATO bên này đầy sĩ quan, cái Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Ý, Nhật thì cái gì mà chả có ở đây, đủ loại trong này hết. Ba Lan, ba nước rồi Rumani thì nó chết đầy rồi đấy, thì là mục tiêu thì đương nhiên rồi, ông nhỏ ông bắn nó đi chứ. Nhưng mà nói trước là Triều Tiên nó ghê lắm, nó đặc công của nó là hơi bị siêu đấy. Còn cứ thích cái ông nói thì thôi, chứ còn bây giờ chúng ta vào luôn mặt trận đi, vào chỗ Kursk này. Kursk này thì tí này chúng ta ra bản đồ kia chúng ta sẽ nói, thì hiện nay nó bị bao vây ở đây đấy các bạn.
biển bao bờ đây, tức là cái khu vực này nữa này đó, sắp 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 đứt rồi, sắp đứt cái cổ này rồi đấy. Thì hôm nay thì lại đang giao tranh giữa cổ chỗ Malalokhida này là một cái thứ nhất. Cái thứ hai chỗ Darino, Darino này thì lâu rồi, với lại Nikolaeve Darino, tức là hai cái Darino. Thì Ukraine phản công vào đây thì tất nhiên cũng bị đánh lùi rồi, chứ nếu mà nó chiếm được thì nó đã màu xanh đấy. Thì hiện nay khu vực Kursk chỉ có thế thôi, tôi thấy nó cũng không có cái gì lớn ở đây, nhưng mà nói chung là Nga đang bao vây và lính của Triều Tiên đã có mặt tại Kursk và đã giao tranh, đang đào công sự, một số thì đã lẩn vào rút ra rồi đấy, chắc là đặc công này đấy. Đặc công là có nhìn nó cũng chả nhìn ra người luôn, các bạn biết nó có thể nói là nó cọ sát và nó tập tành cái trường huấn luyện tại trung tâm huấn luyện quân đội tại Triều Tiên, thì chúng ta biết là rất là dữ dội. Nên cho nên là Nga cũng nói là chắc trong tháng 10 này, thì chúng ta nói nhiều lần rồi mà chắc cũng làm thì thôi, chứ cũng còn có mấy ngày nữa vậy thôi. Chữ Kursk chỉ có thế thôi. Thì trong cái bản đồ của cái giao tranh chiến sự tại Ukraine thì chúng ta chỉ thấy có một cái súng xanh và súng đỏ, có một súng xanh và đè cái súng đỏ là chúng ta biết là cái gì rồi đấy. Turret này, đây chỗ này là chỗ Turret này các bạn. Thế có lẽ chúng ta vào Turret luôn. Thì Turret thì là đỏ, thì Nga thì đang hướng theo cái hướng này. Đúng ra thì lên lên cái chỗ này và lên chưa tới này, đây cũng như thế là cũng tương đối tốt rồi. Petrovka. Còn riêng trong cái chỗ này á, thì chúng ta thấy là ngoài cái chỗ khu vực này là hiện nay là coi như là nó màu xanh rồi, Ukraine rồi, thì chúng ta cứ thẳng thắn mà nói đi, nó đã chiếm lại được cái khu vực, cũng là cái trung tâm, mà trung tâm cái thành chỗ khu định cư các bạn nha. Còn trung tâm của Torez thì nó nằm ở khu vực này, còn đây là trung tâm của khu định cư thì đã Ukraine lấy được. Hiện nay là đang nó gọi là phản công, là phá vỡ cái hệ thống ở đây giữa cái giữa vùng Nga kiểm soát. Ngoài ra thì chúng ta thấy các cái UV của đây, đang tấn công ở đây. Ngoài ra thì các cái UAV nó đang tiếp tục tấn công để mà coi như, tức là nó đang quan sát cái lực lượng Nga ở đâu để có thể nó đánh thủng vào trong này. Đấy, thì hiện nay Torres thì chúng ta thấy cũng là ứng cử viên sáng giá cho cái việc giải phóng trong tuần tới, mà làm Israel này cũng được. Hay là Nga lại chơi cái bài rút lui để mà coi như là cho nó vào rõ. Đấy, có phải hay không thì chúng ta chưa biết. Nhưng mà hiện nay thì các cái lực lượng của Nga lại đang rút ở khỏi khu vực này. Tức là cũng có, tôi thấy có cái đầu lâu màu đỏ, tức là có nghĩa là có tổn thất. Bây giờ chúng ta đến cái khu vực, chúng ta đi lộn xộn nha, tại vì nó đây nó có khẩu súng. Chúng ta nói về chiến sự thì coi như là chỗ nào có súng chúng ta nói thôi. Đấy. Đấy, cả cái Ukraine này có mỗi chỗ nào có súng thì chúng ta buộc chúng ta phải nói trước rồi. Kursk thì nói nhân tiện, mà cái chỗ mà ông Putin ông phát biểu Kazan chúng ta nói luôn. Còn cái chỗ Kharkov, mà tỉnh tỉnh Kharkov các bạn nha, thì cái chỗ này thì chúng ta thấy là Nga đã tiến sát qua tới đây rồi, chúng ta thấy tiệm cận với cái ngã tư. Nếu lấy được cái ngã tư này thì coi như là chống trị toàn bộ cái con đường đi qua cái trục cầu cầu Zhukovye. Và chúng ta thấy thực tế là nó cũng đã đến rồi đấy. Đây là nó gọi là cái màu xanh của Ukraine, nhưng mà cái chỗ này chúng ta thấy xám rồi, chỗ này đỏ rồi, mà đây thì chúng ta thấy là toàn cây cối rồi, ven sông rồi. Đây sông, đây sông rất to. Cho nên là khi mà Nga lấy được cái chỗ ngã tư này là coi như là sẽ chốt chốt toàn bộ cái hệ thống ở phía trên này. À, chúng ta thấy cứ như thế này thôi, thì cứ đánh 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 và đánh xuống đây thì tự nhiên trong này nó thành cái rõ. Cái Lazova này thì chúng ta thấy là Nga cũng đang tấn công ra các bạn nhé, đang tấn công ra có vẻ như cũng là rất là nhanh đấy. À, thì hiện nay các cái lực lượng này nó cũng đang đang cố gắng, một là nó chui về đây về cái hướng Zhukovye, hai là đi thẳng xuống cái chỗ Barova đang chạy. Còn Nga đang quay cái chỗ Barova này. Phía dưới một tí nữa ở chỗ Tarani. À, chỗ anh chàng Tarani này thì chúng ta thấy là Novosadova Nga mới lấy được mấy hôm nay. À, nó nằm trong cái trục Makivka, Nevskaya, sau đó là Novosadova, và bây giờ đang hướng tới Tarani. Anh Tarani này phải quay thôi, chứ còn đánh trực diện anh này cũng hơi sương, bởi vì nó có cái chỗ này nó chạy ra chạy vào này. Chúng ta thấy là coi như đây là có cái đập này, còn chỗ này là có cái cầu, đây là nó chạy qua chạy lại cho nên cũng hơi sương, mà có lẽ là cũng phải nhử nhử cho nó vào đây.
Nhưng mà thì hiện nay đã đang nhử vào chỗ ta này thì chúng ta biết là mấy ngày nay thì Nga vẫn đang đang đánh ở cái hướng này dưới, mấy ngày nay đang đánh xuống hướng này. Đây chúng ta thấy là cái dấu vết này thì để mình sẽ đánh đến tới tới Liban đấy, mà Liban chúng ta thấy là cộng sự nó nhiều lắm. Thế là bây giờ thì Nazca đánh xuống giải phóng xong rồi, nhưng thay vì tiếp tục đánh xuống chỗ Tarani thì Nga không đánh, bây giờ là Nga đã đánh ra đây. Chúng ta thấy cái chỗ lồi lồi này, đỏ đỏ lồi này đó, đánh ra đây. Nếu mà đánh ra đây thì sẽ khép khép góc cái anh chàng này, khép góc anh chàng này. Ngoài ra nó cũng có ở đây, nó cũng có một cái đường đi qua qua bên này các bạn nhé. Đây thì hiện nay là đang đánh ở đấy, đây chỗ Zampolia nó đang có đường này, còn cái chỗ bên này nó Tarani có đây. Thì nếu mà qua bên này thì chúng ta sẽ qua cái chỗ Mirna. Mirna đây nó cũng là có những cái bố phòng của nó cũng rất là ghê, nó cũng ngã ba ngã tư đây. Thì chúng ta sẽ nghe cái Mirna này trong những ngày tới. Ngày sau khi là lấy xong cái Zapolova này thì Nga sẽ lấy Tarani này, tôi nghĩ là như vậy. Thậm chí là qua Mirna này rồi sau đó đã đánh Bắc Hậu, còn cắt cái khu vực này là Tarani là nằm giữa, nó sẽ thành cái vạc nằm giữa. Còn khu vực đây Sivet, các bạn nhìn này, đây Sivet này, chúng ta đang nói chỗ này, Pisa này chúng ta nói đây, xuống Sivet. Nhiều khi là tôi làm nhanh quá thì là các anh chị lớn là theo không kịp đấy các bạn. Cứ zoom ra zoom vào không biết đang nói ở đâu, thì đây các bạn nhớ là đây Sivet. Thì cái chỗ này là Verokamianska, thì trước là đánh được một nửa đường, bây giờ thụt về, đứng ở đây, thế cũng được. Bây giờ đánh lên phía Bắc, cái chỗ đó Bologorovka thì đã đánh lâu rồi. Hôm rồi thì lấy Grigorovka, thì ngày hôm nay, thì ngày hôm qua tôi cũng có nói là Serebrianka, thì có lẽ là 24 giờ sau sẽ lấy, thì bây giờ lấy xong rồi các bạn nhé. Bao nhiêu bây giờ cũng Nga rồi, chàng này Nga. Bây giờ lấy luôn anh chàng này. Anh chàng này mà hôm qua tôi có nói là coi như là cái thôn mang cái tên dòng sông này, đó, dòng sông Serebrianka. Còn phía trên này là coi như Nga tiếp tục đánh xuống, Dibrova. Thì tôi thấy là lính của Ukraine nó, đây là rừng tội phạm này, rừng tội phạm. Kể cả Kremlin nó bắt đầu đang chạy về đây này, đang rút lui các bạn nha, đang nghỉ ngơi tại đây. Nghỉ ngơi tại đây thì chắc chắn là sẽ cho quả bom vào đây. Sivet thì bom rất là nhiều. Hiện nay Sivet, cái này quay ra mà đánh thế này thì Sivet đến khi mà gặp lấy khí mà bỏ túi thì chắc là còn lột ngộm toàn là cách đá thôi. Tức là nó gọi là cái gì đấy, tức là đổ đát thôi chứ không còn gì hết. Thì cái vấn đề quan trọng là cái chỗ bọn Azov nó ở trong Dnipro, trong cái rừng Kremlina, rừng tội phạm thì đang chạy xuống, đang chạy ra. Thì chúng ta thấy Dnipro nằm đây này, đây Dnipro đây này các bạn đấy. Còn đây Kremlina thì nằm phía trên này, nó xa hơn chút nhưng mà nó cũng nằm trong cái tọa độ này rồi. Kremlina thì tất cả cái rừng thầm này là rừng hết rồi các bạn nhé. Thì bắt đầu là bên này bắt đầu lạnh rồi. Đấy, lạnh rồi thì nó rụng lá, thì rụng lá đánh như thế nào đấy tùy quý vị. Rồi cái chỗ cha xuất ra thì nó cũng không có gì, hôm qua thì rất là rôm rả. Chúng ta thấy là gần như là toàn bộ cái khu phố 2 đã giải phóng rồi. Thế bây giờ đang chuẩn bị đánh cái 3, mà có lẽ đánh thẳng đây luôn chứ cũng không phải suy tính là 5 hay 4, 4 hay là 3 là đánh thẳng là trước sao. Trước đây thì nên tính, bây giờ mà tất cả đã qua khỏi con kênh này rồi, con kênh ta đảo, qua tới đây rồi khống chế toàn bộ cái đường u xuống Stupotsky đây rồi, để xuống Konstantinovka đây các bạn, đó. Để lấy khống chế hết rồi, bên chỗ Kalinovka này cũng đã qua hết rồi, thì cũng không có lý do gì, đây, Kalinovka hoặc là Kalinina cũng được các bạn nha. Thì nói theo tiếng Nga hoặc tiếng Ukraine thôi. Thì đây là cái kênh ở đây, con kênh chỗ này nó có cái đập đây các bạn này. Đấy, cái đập này, đây là con kênh nó qua đây, nó có cái đập đây xong nó chui qua đây, đấy, là cái kênh nó chạy. Thì là cả bên này là vùng rộng lớn, nó đỏ hết rồi. Thì coi như, và cả cái khu phố 2 này rồi thì không có lý do gì nó tồn tại được hết. Mà cha xuất ra thì cũng được lệnh là coi như là lên đường. Bởi vì tất cả cha xuất ra là 1, Salidove là 2. Đấy, ở đâu nữa? Đấy, Kursk, đấy là ba cái nơi đấy là toàn quân chính quy, tinh nhuệ. Thì hiện nay là cố gắng giữ làm sao cho khi mà hội nghị thượng đỉnh Kazan kết thúc thì chuồn hết. Cho nên từ nay đến cuối tuần thì các bạn sẽ nghe rất nhiều nơi sẽ giải phóng, trong đó đặc biệt là có Salidove. Đây chúng ta xuống chỗ Salidove này, thì chúng ta chỗ tức là nó gọi là hướng Pakrovsk các bạn nhé. Đâu rồi?
đây cái chỗ mà lòng ngoằng này, này đấy sẽ đi đâu về này à. Đây là Pokrovskoye à. Thì đây chúng ta thấy là cái chỗ này là 95% Nga đã chiếm được rồi, các khu định cư tại Salilova chỉ còn 5%, thì bây giờ đang nghe ngóng cứ nghe cũng giống như đá bóng ở cái xe nghe cái trận này, cái trận bên kia thế nào rồi, khi nào bên ông Putin ông tuyên bố là coi như tuyên bố chung hội nghị thượng đỉnh Kazan 2024 kết thúc, thì đó bọn này số còn lại sẽ chuột hết, thì 5% cái lãnh thổ là sẽ Nga sẽ giải phóng, thì cái này tôi nghĩ là trong ngày mai thôi, chứ bây giờ nó ngồi nó chờ mấy ngày nay thì thường chết chối chết luôn. Thì xung quanh đây thì Nga tấn công rất là nhiều các bạn nhé, nhất là cái hướng này chúng ta nói nhiều lắm rồi, chúng ta nó có nhiều cái đường, nó cũng có công sự hầm hào hầm hố, chủ yếu là ra cắt con đường này thôi. Thì cái chỗ này là Nga tấn công hôm qua tôi nói là hướng đông, thì bây giờ chúng ta thấy là đông nam và bắc chỉ còn một lối thoát. Các bạn mà để ý kênh của tôi là tôi nhận xét ra được cái điều đó đấy các bạn, mà nó đúng đúng quan điểm coi như chiến thuật của Nga là bao giờ nó chừa ra một cái chỗ, tức là nó dành ra một cái chỗ để nó chuột. Krasnogorovka trước đây cũng vậy đấy. Tất cả cái chỗ nào là Adipka tôi thấy cũng thế, rồi Vuleda nó cũng có một cái đường để mà chạy lên, có một cái đường chạy chạy ra ngoài đấy. Thì hiện nay chúng ta thấy nó rất là ngoằng ở đây, thì Selidova sẽ sướng tên trước, Torev và Chasovya thì có nghĩa là tôi nghĩ là Chasovya sẽ sướng tên trước, sau đó là ông Torev xếp hàng, bởi vì nó đột phá vào trong này. Còn cuối cùng có lẽ em phải sẵn là Kurakova. Kurakova thì hôm nay thế nào nhỉ? Kurakova thì hôm qua chúng ta nói rồi, sau khi mà Nga đã giải phóng Zhytomyr, giải phóng tiếp Izmailovka, thì hôm nay chúng ta là thấy cái chỗ này khó nhất này, mà cái chỗ này bảo là nếu mà lấy được chỗ này sẽ giải phóng chỗ Kurakova đây, thì hôm nay chúng ta thấy là đã chiếm được khá nhiều rồi. Thì xu thế của nó là bây giờ là chạy thôi các bạn nhé, là chạy thôi, tôi cũng chả cần phải 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 bận, tức là nó mũi tên mũi tiếp cho nó hoành tráng rồi. Ghi nút đánh xuống là đầu ghi nút đây chứ, ghi nít đây, còn Ismailovka nó nằm đây nhưng mà nó nhỏ quá nó không thể hiện. Bây giờ đang tiếp tục đánh đây. Đấy, cái chỗ này cũng đánh Kurakovka, còn đây là Kurakove các bạn nha. Thì hiện nay này thì nó lại chuồn chuồn thôi các bạn, chứ không đánh đâu, đánh dại gì mà đánh, rồi có khả năng nó sẽ cong xuống dưới này, đây là Uspenovka, để mà coi như là sẽ tự thủ cái chỗ Uspenovka này, để trong trường hợp mà Nga mà tấn công, tức là theo 6 cái thị trấn lên đây thì sẽ đụng độ tại đây, còn một số thì rút về, có khả năng là đi đâu để đi, chứ bây giờ tôi chả biết đi đâu. Torres thì đúng rồi, mỗi Torres là bây giờ đã hoàn công có vẻ là được, Lenkuska thì có mà chết nữa, đã giải rồi không thể giải lại, không không thể ngã lần thứ hai đấy được, lên chỗ Pischana không kịp rồi, cha xuất ra thì cũng lên đấy làm gì, cũng có lệnh rút rồi, thế thì đi đâu à, đi đâu thì, tôi cũng không biết đi đâu à. Thì tóm lại là dí thì nó chạy thôi, đuổi thì nó chạy thôi. Còn cái chỗ sáu cái thị trấn đây thì lẽ ra là coi như cũng giải phóng hết rồi đây, nhưng mà nó cứ vẽ như thế này, như đúng ra là chỉ còn Antonovka này thì chiếm được một nửa rồi à, còn cái chỗ này thì chiếm được hết rồi, nhưng mà nó vẫn đang chưa thể hiện trên bản đồ thôi. Nhưng mà cái chỗ này mà nói như vậy mà nó hóa ra lại xương các bạn nhé, tức là cái vùng này nó có hai cái thị trấn gần Vuleda đây đấy, thì bây giờ nó tụ tập ở đây tương đối đông đấy, và tương đối đông thì Nga là cái bây giờ là cái UAV làm cái gì, UAV đồng ý là con xem nó lùi đâu để mà coi như ụi vào, xe nó chở đi đâu ụi vào, nó có tiếp viện hay không là ụi vào là nó chết. Nhưng mà có cái đấy thì chưa giải phóng được, cái giải phóng là anh phải vào đây, anh phải xe tăng anh vào đây, hoặc là bây giờ anh nếu mà anh không UAV anh xài bom vào, thì có lẽ UAV là coi như alo cái là ném bom đây, thì cái chỗ này cứ ném bom vào thôi chứ chả cần phải ấy thế, rồi lấy tới tới lấy gạch đá coi như đống đổ nát cũng được, miễn là giải phóng. Đấy, thì nó sẽ chạy lên cái chỗ Uspenovka này. Đấy, Uspenovka này. Chúng ta sẽ thấy nó có một cái vòng cung à, tôi lấy cái vòng cung thế này màu đỏ đấy, nó sẽ vòng cung từ Kurakova này, đây là cái hồ lớn các bạn nhé, nó sẽ vòng cung này đấy. Maximivodka là nó sẽ tự thủ ở đây đấy các bạn đấy.
với tâm ai à, xin lỗi cái màu nhé, với tâm điểm là coi như là nó sẽ là Uspenuka. Đấy. Đấy, rất là cứng ha. Đấy. Cố thủ ở đây, và đây là các bạn sẽ sau này sẽ nhớ cái tên là Maximovka. Đấy, hiện nay nó đang thực thụ chỗ này. Đấy. Còn mấy cái làng mà lúc nãy chúng ta nói ở dưới Bulida là nó ở dưới cái chữ Google Map này, Google My Map này, thì nó là dưới cái chữ này, thì là nó sẽ chạy về đây để nó tạo thành một cái hệ thống phòng thủ ở đây. Đấy là trong tương lai, các bạn nhớ cho tôi mấy cái chữ này thôi: Maximovka, Uspenuka và Kurakova. Rồi bây giờ xuống dưới này thì còn chỗ này thì là hôm nay tôi cũng cái này không ăn thua, cái chỗ mà Stromajerska này thì hôm nay lại làm được miếng ở đây các bạn nhé, tức là mũi tên tôi đánh cũng được mà thôi, là không cần chỉ được rồi các bạn. Còn chỗ Levada thì càng ngày càng bự ra, nở ra ba hướng, cái hướng của Nga khỏi khỏi cần nở, hướng này, hướng này và hướng này, thì ba hướng này nó đều thuộc về Zaporizhia hết các bạn nhé, mà nó thuộc Zaporizhia. Còn chỗ Robotina này thì nó thực tế nó cũng không có gì cả, thì người ta cũng vẫn đang nói là Nga có hai cái mũi cũng đang dập dần ở cái khu vực này. Nhưng mà bây giờ tôi nói là bây giờ phải lấp được cái chỗ này đi cái đã, còn cái Orikhov này cứ từ từ đánh, không có vì gì phải vội hết. Đấy, đây là cái vàng vàng, đây là các bạn biết đấy là chính là vành đai hoặc là hệ thống phòng thủ Suvorovkin đấy. Còn cái chỗ Kherson này thì không biết tại sao bây giờ nó đang đang đi hành quân, mà tức là lính mà mặc dân thường, các xe tải chở gọi là chở quân nhưng mà mặc dân phục, tức là không mặc quân phục, là đang đi về hướng này rất nhiều. Thì Nga đã phát hiện ra đây là lính chứ không phải là dân, dân mà không thể ngồi trên những cái xe như vậy được. Ví dụ ông ngồi lên cái xe gọi là xe hơi hoặc là mấy cái xe như bên Việt Nam transit trên mặt xe đầy đấy, thì mà 16 chỗ thì không phát hiện ra, chứ ông ngồi lên xe quân sự mà toàn mặc áo dân sự thì có mà bắt lính à, không có. Thì Nga cũng đón đầu đánh được một vài em thì nó sẽ lòi ra đó chính là lính, thì không biết sao trôi xuống như này, tôi cũng không hiểu là định làm ăn gì ở đây. Rồi vậy thôi chứ cũng không có cái gì là có cái một số chỗ là trong cái tôi sẽ đăng lên là có một số cái nó sẽ treo cờ, có một số là chỗ là nó sẽ giải phóng cắm cờ với lại thì là, hoặc là giao tranh, thì các bạn sẽ để ý sau. Bây giờ chúng ta qua cái bản đồ này này. Để chúng ta qua đây thì chúng ta thấy nó rõ hơn chút này. Đấy, cái chỗ này nó là Dniprova đây. Đấy. Thì các bạn thấy đây cái đường tội phạm này. Đấy, còn cái làng mà tôi nói là mới giải phóng đấy, là Serebrianka, mà cái thôn, cái làng mà mang tên sông này đó này. Đây Krikorovka. Bây giờ quánh lên cái đường tội phạm này. Trên này Dniprova, đây từ chữ này là tiếng Nga đấy nhá. Dniprova đây các bạn này, quánh xuống. Đấy. Thì hiện nay là đang bóp cái rừng này, cái rừng tội phạm này. Còn đây cái này chúng ta sẽ thấy là coi như trong cái thời gian mà một tuần qua là đây khu vực này chúng ta biết đây là nó chính là cái các bạn nào mà tinh ý là các bạn sẽ nhận ra ngay đây là Selidova hay là Chasovka hay là Turets, đây chính là Turets các bạn ha. Thế thì lúc nãy tôi nói là nó tấn công vào giữa đây này, đấy, trung tâm khu định cư của cái vùng phía nam. Còn trung tâm ở phía trên này là khác các bạn ạ. Thì chúng ta thấy là cả hai bên sử dụng các cái UAV như bướm bướm. Đây biểu tượng UAV của Nga này. Còn đây là biểu tượng UAV của Ukraine này. Thì khi mà nó phản công vào đây thì chúng ta thấy là nó chết này. Cái đầu lâu xanh này. Đầu lâu xanh này. Đó. Các bạn thấy nha. Đó. Thì nó đã xuyên thủng đây. Lúc nãy tôi nói nó xuyên vào đây. Còn cái chỗ này lúc nãy tôi quên nói này, cái chỗ này là trên này là cái đền trình gọi là Mironograd đấy, còn phía dưới này Selidove. Thì cái chỗ này là chúng ta biết là Kruja đấy, Krasnija với Krutoja với Mykolaiv, thì hiện nay nó đang tấn công lên cái chỗ cái Taro này các bạn nhé, sơ tăng luôn, nó đang xoáy vào đấy, nhưng mà bị Nga đánh bật rồi. Chúng ta thấy cái súng đỏ phía sau. Còn khu vực này là chúng ta thấy đây chính là Selidove này, cắm cờ này. Mà tôi nói là đánh các hướng đấy, tức là phía hướng này Nga, còn bắc trên này, đông đây, nam đây, còn hướng, tức là để dành cái chỗ này nó chạy đấy, các bạn thấy nó chạy đây này.
Hiện nay là Nga đang cắm cờ ra gần cái chỗ này, nó còn khoảng 5% thôi, diện tích thôi, thì có thể nói là sẽ giải phóng trong ngày mai. Còn đây là cái chỗ bà Zoriana đây, cái chỗ bên trên cái hồ đây này, hồ hồ Kurakova này các bạn. Đấy thì đang đánh chỗ Gnit đây là được phía bắc rồi. Isbel-Isbelovka và cái chỗ này là Novoselidovka. Thì hiện nay thì hôm nãy tôi vẽ là nó chạy ra ngoài này đấy các bạn. Chạy ra. Nó đang chạy tới đây. Hiện nay cái chỗ này nó đang Kurakovka này thì nó cũng là cũng cứ điểm cũng quan trọng lắm này. Thì sau khi mà Nga đánh đây thì nó chạy về đây, sau đó nó tiếp tục chạy về đây. Cái biểu tượng này là biểu tượng sơ tán các bạn nhé, sơ tán. Còn cái biểu tượng súng này là giao tranh. Biểu tượng này tức là giải phóng. Cái biểu tượng này là đánh bom. Biểu tượng này là UAV. Cái biểu tượng này là xe tăng. Hiện nay cái chỗ này cũng rộn ràng. Đây còn cái chỗ này thì chúng ta nhớ chỗ này là chỗ Lê Văn Na đấy. Đấy thì tôi nói là hôm nãy là nó bắt đầu nở ra đấy, đấy là chính đây các bạn nhé, nó gần cái bỏ Pramica, chỗ mà Staro-Bajorska Nga cũng kiếm được miếng ấy. Thì hiện nay là đang như thế này. Đây là một cái bản đồ khác, đây nó rất nhiều cái bản đồ nó của Nga ấy, tôi xài của Bộ Quốc phòng với Bộ Tổng tham mưu Nga thôi các bạn nha. Thì đây các bạn thấy là chữ Nga đây này, đây, chữ Nga. Thế thì đây nó chữ Selidove, này các bạn thấy không? Thì hiện đây là chúng ta thấy là tôi nói là phía bắc này, phía đông này, phía nam này, nóng hết này. Còn cái chỗ này lên chỗ Vishnyara này, đây Vishnyara này, thì là nó hiện đây là nó còn có một tí chỗ này thôi, đây, mũi mũi tên xanh. Thì chúng ta thấy là đứt rồi, đứt đến nơi rồi. Đây cũng toàn bằng tiếng Nga hết. Thì đây lúc nãy là chúng ta nói rồi, đây là cái chỗ mà nó gọi gì quên rồi, Siberia các bạn nhé. Thì Gheorghe, tức là Grigorovka, và đây nó gọi là Serebryanka, đây là rừng tội phạm đây. Thì đánh dấu nó mới đầu đâu từ Dibrova đánh số này, nó còn tấn công và phản công này, nhưng mà cuối cùng nó bị triệt tiêu luôn này các bạn này. Thì chúng ta thấy cái tình hình nó là như vậy này. Thì đây cũng thế, đây cũng toàn bằng tiếng Nga hết. Thì cái chỗ này nó là chỗ Kurakova, Kurakovka đấy các bạn. Thì chúng ta thấy là chỗ Zoriana đó. Còn chỗ Gnit này, Ismail này, Ismailovka này, còn đây là Novosilovka. Đấy, thì chúng ta thấy là hiện nay cái vạc vạc này gọi là vạc Nevesca đấy các bạn, Nevesca, còn dưới này cái hồ Kurakovka này. Đấy. Các bạn này, hiện nay nó cũng đang cố gắng là các phòng thủ đây là giống như công sự đây, nhưng mà nói chung là chuồn chuồn thôi chứ cũng chả đỡ được. Thì đấy là một số cái bản đồ của nước ngoài minh họa để chúng ta thấy rõ hơn các cái tình thế. Chỉ cần chúng ta xem các cái bản đồ kia thì nó quen rồi, nhưng mà có thể mô phỏng lại cái này chứ nó hoàn toàn là bằng tiếng Nga, cho nên là bạn đã biết tiếng Nga thì nó khác, nhưng còn không biết tiếng Nga thì tôi nói đây là Sukurino này, đấy, Sukurino Ukrainska này, đó, Zorian. Vậy thôi, cũng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn cũng tiếp tục like và bình luận cho nó rộng rãi các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn. Bye bye.